Xin chào tất cả anh em Mebozi nhá. Hôm nay thì mình lại lên thêm một cái kính Givi. Kính này nó cũng cao. Đấy, thì đang ướm vào xe. Không thì ướm vào xe. Cái kia là hơi cao. Có xuống sâu được xuống tí nữa không? Đâu xuống không xuống được. Đấy. Thế thôi. Ống kính Givi. Tôi sẽ tiến hành tháo lắp gương rồi sẽ cho cái kính lên. Nới đấy ra. Phải nới cái này ra mấy bạn đấy nhé. Nới thì mấy bạn để xong được cái này bạn sau. Bốn cái. Rồi cái nới bên một còn một bạn lắp vào này. Vặn luôn cái này. À. Vặn luôn thể này đấy. Góc cứ để đấy. Không. Sao lại sót cái đấy rơi đâu rồi? Đấy rơi tít ở dưới này mẹ. Đấy. Còn một cái nữa bên kia, còn một cái này cũng rơi thế này. Rơi còn nhiều, mình sơ cua cái này nhiều. Nhưng mà này. Đây đấy sẽ được thay gương. Cái đấy bên kia bên này. Này đó, có một cái đen này. Đúng không? Cái khác đấy. Nó kê đấy, một cái cao hơn mà. Không, cái này là cái của nó là trắng. Đấy, một cái này đen này. Lắp này. Chắc mấy ông kia ông lắp gương không? Tay chắc cái ốc của nó ốc đen này dính này. Kính của nó là ốc đen đi, được. Hai ốc này khác nhau đấy.
lắp vào chân gương. Hai cái tay này có thể co giãn xoay được. Xoay lên. Nó cái chỉnh sao. Được đấy. Lên quả gương lên quả kính chắn gió này thì anh em có thể sơ vin đóng thùng được, đi sẽ không bị bụi. Hoặc kính chắn gió này thì trước là mình lắp cho con Subaru Cup C125, giờ mình thử lắp sang. Và hôm nay thì mình một chuyến đi chơi Tết Dương lịch thì sẽ xuống dưới Hồ Gươm, mình sẽ lắp vào mình đi cho nó đỡ bụi, hai là mình lắp thử xem nó có đẹp không. Các bạn nhìn thấy nó đẹp thì comment nha, vì mình chỉ lắp chơi chơi thôi. Con này thì trước thì mình lắp cho Subaru Cup, chả biết nó có hợp không, nhìn nó cũng được, không đến nỗi đấy. Cái lắp con này thì bạn đội cái mũ bảo hiểm full face cái nữa thì sơ vin đóng thùng thoải mái, không bao giờ bị bụi bị bẩn quần áo. Nó cao như tận như này, cao hơn cả cổ, nhưng ngồi lên là dưới cổ thì có mũ bảo hiểm full face nữa thì quần áo bạn coi như là không bị bẩn. Đấy, cái tác dụng của cái kính chắn gió loại cao cao này là như vậy, nhìn nó trong thì nó không thay đổi kiểu dáng nhiều đâu các bạn. Nhìn nó thêm mấy cái khung sắt sắt và lột xiên và rộng, nhìn hầm hố hơn, nhìn nó cũng ok phết. Cái này thì có 4 cái thanh này và cứ điều chỉnh làm sao cho nó cân hai bên là ok. Để cho nó vuông cái tay lái, ông phải lấy cái tay lái làm chuẩn này. Đây này. Đấy, đấy, cái góc này chỉnh chỉnh cái kia đó, có cái góc này chỉnh lên xuống đấy. Này đây ông cứ theo cái form này này. Đấy, như này này là nó sẽ cân cả hai bên đấy, và khóa hai đầu như thế này được đấy, con giữ như này mà đấy, nó phải chốt như này này thì nó sẽ cân, ngồi tay lái nó sẽ cân cả đấy, ông cứ thít cả bên này luôn, xong bắt đầu là thít luôn cả ở dưới. Khi đấy, cái ghi đông nó cân, cái ghi đông là ok. Và được ra nhìn như này đó.
cân mép này. Còn mới này bà con. Đấy để cho nó cân để lên kính ghi vi cái đấy nó mít bút hơn. Lau trên kính thì lau những cái bát trước, lau cái kính à, kính nhưng mà lau cái nước, nước kính ấy. Ông là phải mang cái nước kính này, yên tâm. Mũ vào đây thì làm mồm không bị gì. Rồi, ấy vào cái kính nó bóng lắm. Kính của nó bóng. Bóng lộn. Ấy, nhìn này. Nhìn cái kính này này còn bóng này. Xương vào đen, sẫm. Sẫm vào đen.